Vào dịp 23 tháng Chạp, Tết Ông Công, Ông Táo hàng năm, nhân dân ở khắp các địa phương đều duy trì hoạt động thả cá, phóng sinh ở các sông hồ. Nét đẹp văn hóa truyền thống này đã góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, đa dạng các sinh vật dưới nước, đảm bảo môi trường sinh thái phát triển bền vững. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Chùa Non Nước và Sông Vân thuộc địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, đã có hàng nghìn lượt hộ dân thực hiện thả cá phóng sinh trong ngày Tết Ông Công, Ông Táo. Các cháu nhỏ cũng cùng tham gia thả cá như thế này, có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ hiểu được tính nhân văn của phong tục truyền thống. Sáng sớm là đi mua cá về là cúng hương hoa, theo ý nghĩa là phóng sinh là một, cái hai nữa là con cá là nó sinh sôi nảy nở đấy, thì là vào mùa xuân thì là con cá nó, nếu mình thả được nhiều thì là nó sinh sôi nảy nở, đảm bảo cho cá có môi trường tốt để sinh sống. Và với ý nghĩa tâm linh nên hầu hết mọi người đã chọn những nơi sạch để thả cá. Hàng năm thì thường là vẫn đi ra đây thả, vì thật sự mới nói ở đây là nó trong, nó sạch, nó đẹp, vừa là phong cảnh vừa là nước nó sạch, hai nữa là nó rộng, thả là yên tâm, chứ không thả ở trong kia. Thả trong kia một là sông hẹp, hai là nó không sạch lắm. Để tăng hiệu quả tái tạo nguồn lợi thủy sản từ hoạt động thả cá ngày Tết Ông Công, Ông Táo của người dân, Chi cục Thủy sản tỉnh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức đợt kiểm tra giám sát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đoàn đã thực hiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông lớn như sông Đáy, sông Vân, đặc biệt tại các khu vực thả cá, đồng thời tuyên truyền các quy định trong khai thác thủy sản, kêu gọi người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt, nhắc nhở người dân khi thả cá không làm ảnh hưởng đến môi trường, không vứt rác, túi ni lông bừa bãi khu vực bến thả. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra kiểm soát các cái hoạt động đánh bắt khai thác cá ở trên sông để xử lý các cái hành vi vi phạm, để đảm bảo cho cái hoạt động thả cá của bà con được diễn ra thuận lợi. Thì năm nay thì chúng tôi cũng đánh giá là công tác phối hợp giữa các cái đơn vị với chi cục thủy sản được diễn ra rất tốt và rất hiệu quả. Qua kiểm tra đánh giá, tình hình năm nay cho thấy nhân dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định thả cá phóng sinh đúng cách, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực. Chỉ thả cá thôi, còn túi ni lông và cho tàn thì chúng tôi bỏ ra một cái bao để những người chuyên làm công tác vệ sinh, người ta đến người ta chuyển đi, chứ chúng tôi không vứt túi ni lông và vứt những cái đồ dùng khác xuống sông làm ô nhiễm môi trường. Thả cá trong ngày Tết Ông Công, Ông Táo đã bổ sung vào quần thể các loài thủy sản tự nhiên, thể hiện ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ môi trường bền vững, nhất là hiện nay hệ sinh thái tự nhiên đang dần cạn kiệt vì hoạt động đánh bắt khai thác trái phép của một bộ phận người dân. Hai nữa là chất sử dụng trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.